Xin chào mọi người nha. Hiện tại lý ra Hơn Chừng không có nói cái clip này nhưng mà buộc lòng Hơn Chừng phải nói cả nhà ơi. Có nhiều chuyện mình cũng nên nói, có nhiều chuyện mình không nên nói. Thì Hơn Chừng thấy cái chuyện này nên nói ha. Bây giờ là mở đầu cái câu chuyện là nhóm Hơn Chừng qua đây ăn uống. Thì có nhận một cái cuộc gọi điện thoại kêu A Quý về lấy tiền. Thì sau khi mà gọi điện thoại kêu A Quý về lấy tiền. Rồi Hơn Chừng cũng nghĩ là Quý thì cũng kinh tế khó khăn để cho Quý về lấy tiền. Nhưng mà khi mà Quý về tới nơi thì không có tiền đâu. Hơn Chừng mới kêu Triển Tử điện cho Quý hỏi thử Quý có nhận được tiền không để mừng cho Quý. Nhưng mà rốt cuộc không có tiền cả nhà ơi. Sẵn đây thì Hơn Chừng cũng nói mấy anh chị ơi. Mình kiểu như là mấy anh chị mà điện thoại đó. Mình làm gì mình cũng làm vừa phải thôi. Để mình điện người ta, mình kêu người ta về cho tiền mà rốt cuộc không cho tiền vậy thì rất là tủi thân ha. Rồi giống như là làm vậy là giống như là một người giống như con rối vậy đó. Về giống như dụ, muốn dụ gì dụ thì cái đó dụ không có được. Theo Hơn Chừng thấy là anh chị không được. Nếu mà anh chị mà có sai thì em nghĩ là mấy anh chị nên sửa lại cái vấn đề đó đi. Chứ tự nhiên mà ở đây bên quận 8 rồi về quận 10 để nhận tiền, đi xe ôm về, gấp gáp về mà rốt cuộc không có tiền. Nghe nói là có cho 1,5 triệu gì đó. Rồi bà gấp lắm bà về mà rốt cuộc không nhận được. Hồi nãy tôi nói ông này á đừng cho bà về, ông cứ cho đi cũng ăn không á. Tôi nói không có năm nước gạt, nó không có 1,5 triệu đâu có. Bây giờ người ta kêu chỉ thì tưởng có tiền kêu chỉ mừng cái. Tôi nói nãy giờ ông cứ cãi cho nó thôi, chú ý ngồi đây đi, không có đâu. Có. Có một cần điện em điện cho bà ma này bà không, bà đừng có ham tiền nữa mà. Nó bả, tôi nói rồi thôi chú ý ngồi đây không có đâu. Em nói người ta giỡn chị thôi. Có mà, còn ông có cho đi, ông cũng đại ông không bác. Nói ra thì tôi ăn, tôi bật bội ông lắm. Không, ủa, ông là chồng tôi, ông biết ý tôi hả? Biết ý vợ hả? Cái nào hết trơn. Mà đừng ăn uống, chỉ lộn nhau chụp lời. Bây giờ biết sao, mà chỉ nói vậy cho chỉ đi chứ. Trời ơi, tôi nói hoài, mỗi tình ăn uống là chỉ lộn ông chụp lần. Để muốn ngồi cần với ông thì phải ngồi chỗ khác hơn nữa. Bánh ngồi đi đáng kìa đây. Tiểu tử ơi cũng đừng giận, tại vì á cái người này á cố tình hiểu không, người ta gọi hai ba cuộc rồi. Tôi nói anh người ta bắt buộc kéo về để đi. Lấy tiền. Tên đặt gáp. Ông á thì á. Ủa ông bởi tôi ông sao không biết ý của ông. Không, mà mới ở em có 1 tháng 2 tháng chưa hiểu ý. Trời ơi. Vợ chồng ở nhau phải hiểu ý, rồi lỡ tôi Quý đi thôi, thôi Quý ơi cứ ngồi đi Quý ơi, không có đâu. Ba đi có tiền có thằng má cũng 2 năm tiền đó. Nói giờ qua vậy không có một bạc nào hết trơn đó. Đó. Rồi lúc mà bà điện lại á là Quý đang đâu, lý ra về quận 10 lấy tiền rồi rút cuộc đi đâu. Nói là Yến Tử ơi. Nói giùm danh á đi phục xạ với phục điện thoại tập đi gì đó. Là qua nhà bên Quý nha. Ừ. Đồng ý rồi. Nó ơi, tụi bà đang đâu vậy? Ở quán ăn đông. Đó vậy không á. Rốt cuộc là không có tiền chắc mà chạy đào ăn đông rồi. Chắc luôn, tôi nói bao hoài vậy. Khi nào cầm trên tay bỏ vàng không có. Quý nhất chắc chắn có, quý nhất chắc chắn. À, chắc chắn có đó. Bà cô nói với Hơn Chừng là chắc chắn có. Cái clip đầu á mọi người. Boss ở đây á thì mọi người coi lại cái clip là chị Quý cũng lăn xăng là về rồi gọi rất là nhiều lần rồi kêu chị Quý về nhận tiền. Nhưng mà sau khi gọi lại hỏi chị Quý để chi vui với chị Quý là có nhận được tiền không thì không có thì thôi sẵn bạc nữa bạc thấy cũng buồn đi ra chợ đông nó ra chợ đông đi xin nè xin thì bảo xin mua đồ mua đồng luôn đi bởi nó ông hoài à ông quá ông quen với tôi tháng mấy hai tháng ông biết ý với vợ ông sao suốt ngày ông cho đi ngó gì ông cho tôi đi với khác đi cho đi hết ông dám tiền ra ông nói đi anh tiễn em đi hết. Em đi rồi có con vậy khác. Là ông này ông đang chung thủy với tôi vô, đúng rồi. Ông chỉ biết tiền. Đúng rồi. Tiền nhé. Tại vì hôm nay anh thấy em đô về nhiều quá giờ anh chỉ muốn vậy thôi à. Chứ em mà hết đô anh cũng cho em đi theo đô luôn. Đô gì? Đô thủ có đô gì? Đô gì em tự biết. Người đó mà trời ơi tôi nói còn đừng cho bà Quý đi tội nghiệp bả nó. Bây giờ chỉ đòi đi cà dặn nó sao cạn vậy đó. Sao anh không biết nói hả? Nó hồi em chị ơi em có tiền anh định nghe là ai. Cố tình cố đi. Ừ. Hèn hôm nay mặt bản sao đâu á. Không mặt vui buồn cũng lộn sao á. Hai ông Trần biết biết á là mai mốt rồi thí dụ như sẵn cái sự việc này nè. Nếu mà Quý mà kêu đi nhận tiền không cho luôn, nó thiệt. Tại vì mà có lừa gạt gì hoài tội nghiệp bà Quý. 6 ngàn nó trả là 3 ngàn thì sẽ gạt.
30.000 tiền xe ráp rồi á, bả nói là đi về nhận tiền qua liền, hơn chừng thấy bả cực khổ quá, hơn chừng nói thôi à, chị qua anh bển rồi thôi chị về bà luôn đi. Chắc chắn có đâu, không có đâu chị Quý ơi, chị nghe nè em về chị Quý có còn chồng tôi á, nó cho đi cho rồi chị Quý đi à, ông sáng mắt ông chưa, ông có cãi tôi lắm rồi nói chuyện hay chị anh kia sáng mắt ông chưa hả à, ông hỏi cho tôi nói ông cái chiếc nhẫn hộp này là quýnh em test test cái giấy hộp. Ủa cái hộp của anh mà hộp bự mà cái hộp tôi không nè vô nè vô. Hai chồng thì cũng những mắc cười hết chuyện của người ta, tự nhiên giờ thành phải mình cái chuyện của mình nói anh mới rồi. Thôi anh ơi, anh đừng cho chị Quý đi, ở đây đi cho ăn uống đi đã đi. Bây giờ anh bây giờ mới dọn ra chưa được ăn uống cũng tội nghiệp bả ghê vậy. Mới dọn ra không uống nước rồi, không ăn uống luôn rồi đi bằng được thôi, cản lại làm gì cho chị đi đi. Cản biết sao giờ? Mày mốt rút kinh nghiệm là bán quyết định đi đâu khỏi cho bà đi luôn. Còn người ta thương á, người ta cho là thì cũng sẽ có người giữ lại cho bà à. Còn không cho lượt này cũng cho lượt khác. Ôi chị ơi, để người ta mà giữ lại đi chút xíu về đi, chị về chị lấy. Không được người ta cho. Đó, bà đang đói bụng đó. Giờ đói bụng bà đó, giờ hết đói rồi đó, nó no rồi. Nãy đói bụng mà nghe là thấy tiền là thấy phải. Nó no luôn rồi. No đi về. Bây giờ không có gì thì đói lại đó. Cái là chị ăn đông cũng nhận cái bà này á, chứ ông này xinh luôn. 90 với nhau. Đúng rồi. Nghe tiền phải đó. Ừ, nghe mùi tiền thấy phải à. Ai mà cứ nghe mùi tiền là phải à. Ủa không, cái gì đó. Chết vậy á. Đúng rồi, mình gãi vô hòm cho thì là nhiều. Bất gì thì gãi đầy hòm nó càng tốt. Ờ. Ghé 5.000, 10.000 nó gãi vô hết ra. Nhưng cũng được. Có tiền. Nhớ nghe chưa. Khúc có tôi có lợi đâu, đừng mình lo. Lấy chồng khác. Em không lợi. Chết thì tôi lấy chồng khác. Không lợi cũng có mấy cái con phụ nữ mà. Mấy con vợ trước anh nó lợi em. Trời ơi, phụ nữ mà yên tâm ngộ lắm. Chồng chết thì lấy chồng khác. Người ta nói hồi xưa mình đổi tên 3 năm giờ không có. 49 ngày là đi lấy chồng quá. Có người thơ mở cơ mã 3 ngày là lấy cái chồng rồi. Thôi cũng làm đi được. Cũng làm liền đi. Thì em Võ Tắc Thiên à, em là Võ Tắc Thiên. Gì Tắc Thiên trời. Lạc hả má. Ý là em Võ Tắc Thiên. Hát gì Võ Tắc Thiên vậy đó. Hát là cuồng dâm dữ á, cuồng bâm á. Dâm là chúng muốn dâm. Chúng muốn dâm được. 3 ngày mở cửa mã là em lấy được rồi. Không, em nhắc cho ai về để chồng thôi. Anh cũng không em tới đâu. Đi nơi nãy tức ông này tức nó đừng có đi nha. Chị Quý thì kêu đi cản ông này nè. Bồi lắm á. Lỗi tại nó không á. Lỗi tại nó nó má uống đi. Nãy hơn chừng cũng không muốn cho đi rồi. Cãi này đứa đè tôi nói. Thấy không bị dụ. Để thầy đứa đè cãi em sao. Nó gì không nó đem tình anh nó với bộ nó dịu ngọt thôi. Vậy mà nó ngoan lắm á, hiền lắm má ơi. Nó là quỷ á. Quỷ gặp ma, ý gặp yếm. Ý gặp yếm. Ma ma. Ý gặp yếm. Đi yếm vậy. Cái đó tao ơn. Còn ai gặp ai nữa nói luôn đi. Ý gặp yếm rồi còn ai. Kể ba chữ gì nè, tức quá nè tôi nói nghe. Ngày hôm qua tôi đờ nằm mà tôi mua cái chứ là cái đơn hàng của ai rồi đó, giờ tôi biết đặt hàng đặt gì đâu, ớ quơ đâu bà. Con nó ác vậy ông, đặt hàng đặt ác lắm. 1 ký cá đồ đồ nó bỏ vô hộp rồi nè, bỏ vô cái hộp giống như hộp hộp quần áo vô đậy vậy nè. Tôi nói alo đó, alo ờ chị ơi, chị ra đi lấy hàng. Ủa hàng gì em? 1 ký cá đồ đồ từ ở Bà Rịa Vũng Tàu đem lên. Thì nó nhưng mà có lấy tiền không? Có 160.000. Trời ơi. Bà ác dễ trời không? Chị có đưa chứ chơi chứ. Hên bà không nhận. À, cái đó là gọi là bom hàng á. Ê bà có khi nào bà suy nghĩ tới một cái người mà bà quen ở Vũng Tàu không? Sao không biết. Hả? Gửi hàng vô bom hàng vậy bà. Chán dễ sợ luôn em ơi. Em quỷ cái nào em gặp ma à. Ở đây là em cầm lửa bông chi phun nước. Cầm của em không bằng nước vậy đâu. Bộ ngán dễ cho đặt cái hàng thôi. Chứ tự alo chị ơi, chị ra vì lấy cái đơn hàng. Hỏi hàng gì em? 1 ký cá đồ đồ nó nổi sự kỳ vậy. Gửi từ Vũng Tàu vô mới về cho tiền ship. Nó tiền ship á, Bà Rịa Vũng Tàu. Trời ơi. Nó ủa gì kỳ vậy? Nhiêu 160.000. Không chị có nhận em ơi, tại con hàng chụp liền. Chị coi ủa cho kỳ vậy. Đơn hàng á, quỷ ma dễ sợ. Chị lại em. Em cho chị sống một chăn này đi em. Tháng 7 giờ rồi. Lại tháng 7 em cũng phải ám chứ hoài vậy. Mà hả? Cô hồn tháng 7. Tháng 7 ám chứ hoài vậy trời. Các đảng âm binh không bị lộn. Lộn âm binh. Chán dễ sợ luôn á, thiệt á, ác ghê vậy. Tôi đâu biết đặt hàng đó giờ đâu.
nhỏ nói chị ơi, cái đơn hàng của chị 160 ngàn, ông em cứ vô lấy đi. Trời ơi, cái gì nó ngu thế này. Trời ơi, cái vụ này mà nó ngu như vậy. Rồi nó mở ra một cái, không có cái đơn hàng cáo đù. Cái đó một cái là lên đường mình. Một cái á. Một ngọt cho mà đi ngọt luôn. Thì mình ngu quá, hiểu không? Trời ơi, mà đơn hàng anh đâu có kia em lấy mà xem ngày anh vô vậy bé. Trời ơi, em qua nó kêu cho lấy đi, 160 ngàn. Đồ khùng quá, em nghe nhầm mày. Trời ơi, mày cũng ham lắm, mẹ quá. Thấy ai tưởng là tặng quà phải không? Tặng quà, tặng cũng lấy đi em. Nó lấy em 160 rồi lấy. Bùng quá. Chỉ còn 160 ở cả nhà. 160 ngàn. Bùng quá. Nhiều khi em bỏ 160 mà em lấy bình 5. Mình nó gói hay lắm, nó gói không biết con cá nó má ơi. Bình 5 hay bình 10 cái bình đó. Em bỏ 160 mà em lấy bình 5 tối nay 2 mình lên đỉnh. Cái hộp vui nè, tụi nó hút gì vậy, cái hộp kỳ vậy trời. Tụi nó ơi, tao chỉ cầm mà nhẹ lắm cũng sẽ kỳ vậy trời, cáo đồ mà không có nặng. Bóp bóp bị bóp biết cá mà cho mày bình 5 đó. Tôi nghĩ ông mày cá nó rất dài, chú dài tôi đó. 5 đó. Rất dài tôi đó. Nó nghe nè, cũng khó đi lắm em ơi. Con của mẹ khó đi được lắm. Rồi má, mày đeo gì khi mẹ cũng có đủ mày đâu. Mày đem đi cầm hoài. Mày đem đi cầm hoài, bà không có đủ mày đâu. Ra cái mặt cái mạng cầm nữa, trời ơi. Chiều nay nghe quý vị, 4 giờ rưỡi nếu mà nó giọt, ok em, ông là vô tiệm gấp nha cả nhà. Trùng hoài rồi, trùng hoài luôn đi. Tại em. Ngày qua kêu vô lấy. Tại em. Khùng quá, em mở 160 mà em lấy bịch 5 bịch 10 là tối hai đứa mình cũng lên đỉnh rồi. Bịch 5 bịch 10 á, gây ra tính ra đó. Tính ra là cả trăm triệu đó. Thấy em quả quá, cho em leo núi thì em cứ nhận đi. Trời ơi, những nhà chị vô đường này chị sợ lắm má ơi. Trời ơi, những lần kỳ chị biến anh. Em còn gửi chị biến anh là con ma đúng nha. Nha. Trời ghê, từ ở bà Rịa Vũng Tàu, tôi quen ít nhỏ nào bà Rịa Vũng Tàu đâu. Khi bà Rịa Vũng Tàu gỡ về cho chị tiện tiểu tử số nội luôn 0908 1813 nó út lóng giận luôn. Tôi biết đơn hàng là của ai mà giận đó chị ơi, là cái người gửi cho chị 160 ngàn đồ của tôi té cửa nó không nhận. Tôi không nhận thôi, cái chụp hình được không, chụp hình này đâu, chụp hình đưa cho tao coi, đưa ông chừng coi. Có đó. Đúng rồi, có thấy rồi, em đưa này lên cho tao xem. Tôi xó rồi thì có gì đâu, mình nghĩ đơn giản là đi ỉ gặp yếm. Quỷ ập ập miếm ma. Em điếm mà em đi em bị con bé nó thuốc em vậy. Quỷ ập ma. Quỷ ập ma. Em điếm mà sao em bị con bé nó thuốc em vậy? Nó giết em quá vậy? Biết sao nó thuốc. Nhà tính em cho em đi xa đó. Em mua nó thuốc lộn người, thuốc nhầm con. Dạ, nó tính cho em đi cá. Theo ông thầy thích đủ thứ gì đó. 8 năm đó. Cái tâm phúc quá hả? Chị khuyên em điều này, tháng 7 vô lăng báo hiếu và em làm được phước thiện đi. Hôm nay ngày 8 mà em hát quán ngày 17 em cho em muốn cho chị đi lên đường gặp cũ hả? Khó lắm em ơi, chị khôn. Khôn lắm hả? Cái từ đi tù nó lái sao nè ta? Hả? Nó lái sao nè? Trong 3 tháng vừa qua anh nằm trong vùng đó. Không biết ngu nói chứ. Ngu nói. Mẹ chú ta. Nó muốn cho em ủ tờ nha bé. Không dễ đâu bé, không có dễ đâu. Ở đây sạn lắm bé, mẹ độ mà chiều nay mẹ độ hay không là mới biết nè nha bé. Chiều nay mẹ độ rồi mới biết tới lúc này nè. Ủ tờ, nó chở muốn cho em ủ tờ kìa. Thì nói gì em á, ở với ông này mình biết tánh ông này. Tánh ông này ủng hộ lắm. Cái người mà mình nói không được, ông nói được. Cái người được, ông nói không được. Ông này nè, ông ngược đời lắm. Thiệt. Tặng qua cái clip này có gửi là gắm gì đến chị đó không? Vài câu gì đó. Là một clip này á, chị khuyên em. Ngày hôm qua em đưa cái đơn ngày 7 tháng 7 năm 2024. Và hôm nay mùng 8 hơi chịu hoa không nhận cái đơn 7 tháng 7 á. Nếu 7 là hồi nãy giờ chị đâu có ngồi đây đâu. Trời ơi, trời ơi, đi luôn má ơi. Trong năm tháng vừa qua. Thấy đâu? Ngươi chọn gì? Dạ, con không biết còn gì hết trơn á. Thấy cái đơn hàng 160 ngàn. Con nhận đại hả? À? Con nhận đại, con đi biết cái hàng gì không? Ủ tờ nhiêu tới năm? Ủ tờ bật 10. Rồi lên đường ngủ luôn. Mà bao nhiêu? Bịch 10. 10 năm, 10 cuốn. Đi học 10 cuốn mới cho ngủ. Trời ơi, 10 cuốn hả rồi hả? Ủa, lúc đó là mày 60 mày về là ngon lành luôn rồi. Vậy, nó vẫn đợi. 60 nó vẫn đợi. 10 năm nó vẫn đợi, 20 năm nó vẫn đợi. Trời ơi, 10 năm vẫn đợi, mai nó mớ chút xíu mày trời ơi, mày còn ghen tay cưng xuống nãy giờ. Trời ơi, 10 năm vẫn đợi. Chặt cua vứt bóng. Mà mày nhớ là mày ủ tờ xong rồi mày nói tài sản của mày bao nhiêu ngân hàng đưa cho tao hết.
À, 10 năm dẫn đợi. 10 năm dẫn đợi. Đưa tiền hết cho nó rồi, 10 năm nó dẫn đợi. Mấy con mi cho nó. Ủa, sao có ngu, ông chờ nghĩ sao vậy? Của mình thì đưa cho nó hả? Mình ở trong tiệm. Thăm nuôi em. Thôi thăm tụi nhiêu lâu. Trời ơi. Chặt cua là vân bóng mà em ngồi trong cảm. Hồi anh có vui không? Đúng không? Chỉ cần một lần thăm làm anh mừng mũi lắm. Cớ sao anh xa là lờ. Thì thăm em một lần là em cũng mừng vui rồi. Thì lần sau em ảnh nó đi thăm tiếp. Rồi mà thăm tiếp. Chặt cua hút bóng luôn trời ơi. Mày làm chặt cua hút bóng. Ủ tờ. Ủ tờ. Rồi năm 6 mà lấy bịch 10 xuống. Nói chung là hôm qua hên đó má. Má mà nhận cái đó là cục 5 cục 10 luôn á. Mẹ đổ cưng. Mẹ độ chị nói gì em mẹ độ chị nó thấy rõ ràng. Có nhẹ lắm. Nhiều, nhiều luôn hả? Hả? Cục 5 cục 10 cũng chổng á. Trời ơi ghê nó nhẹ lắm cưng. Thì nó không biết nhận gì đâu trời ơi. Trời uống bia luôn.